Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa, là một chiếc tủ chùa bằng 100% chất liệu bằng gỗ vụn. Đây là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một đại gia ở Đà Nẵng, và được biết là chiếc tủ chùa này khi chúng tôi hoàn thiện xong thì anh sẽ đặt ở ngoài nghĩa địa. Đây là một điều khác biệt từ trước đến giờ mà chúng tôi làm. Anh lại không kê vào phòng khách hay là phòng thờ mà anh lại kê ở ngoài nghĩa địa. Và chúng tôi cũng báo luôn thông số kích thước của chiếc tủ chùa này như sau: là chiều cao 1m50, chiều rộng 1m25 và chiều sâu là 65. Thì bên cạnh những chiếc tủ chùa đục cảnh như này thì chúng tôi còn những chiếc tủ chùa đục tích rộng 1m8, 2m2, 2m4 và 2m70. Thì quý vị có thể tham khảo được các clip tủ chùa từ trước chúng tôi đăng lên. Thì trong clip này chúng tôi giới thiệu là chiếc tủ chùa đục cảnh. Tủ chùa này là 8 cột rồng, 6 mái và cánh là cánh đục kênh bong. Chỉ có là chiều cao thì chúng tôi sẽ rút xuống vì anh đặt ở ngoài nghĩa địa nên chiều cao nó khống chế là 1m50. Anh rất là giàu có và anh sẽ mang chiếc tủ chùa này để kê ngoài nghĩa trang, thì đó là một điều vô cùng đặc biệt mà trước giờ cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh gặp. Đây là một sản phẩm cực kỳ VIP, được làm do thiết kế là 6 mái. Phần trương là chúng tôi đục hoa hồng và chim chỉ. Chúng tôi đục kênh bong moi móc, đục theo lối 3D. Quý vị nào muốn sở hữu những chiếc tủ chùa đẹp thì có thể liên hệ tới hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bên cạnh những chiếc tủ chùa gỗ vụn này, chúng tôi còn những chiếc tủ chùa gỗ hương đá. Chúng tôi sẽ quay rất kỹ cận cảnh từng phần một cho quý vị xem. Quý vị đang xem, đây là chiếc ngăn kéo để chúng tôi chạm hoa sen và rùa. Phía dưới là chúng tôi đục chuyện mạng. Tủ chùa này là phải nói đến đất nghề của La Xuyên rồi. La Xuyên là làng nghề gốc chuyên sản xuất tủ chùa, tủ tường, tủ giờ 6 mái, 9 mái, rồng trầu. Và trước đây thì cách đây khoảng 2 tháng thì chúng tôi có quay clip tủ chùa cột rồng 32 cột, thì quý vị có thể xem được. Chúng tôi sẽ thi công những hàng chưa thấy trên thị trường. Tôi xin báo lại kích thước của chiếc tủ chùa này là cao 1m50, sâu 65 và rộng 1m25. Khi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ chuyển vào trong Nam cho anh, chuyển theo đường container. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video đồ gỗ mới nhất mà cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đưa lên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.